Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp triển khai phương án đối phó bão số 13, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đối phó mưa lớn và sạt lở đất. Mưa lớn trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế từ tối qua đến nay đã gây ngập úng trở lại tại các vùng trũng thấp. Tác động của mưa lớn cộng thêm các hồ đang xả nước, sẵn sàng đón bão đã làm nước lũ trên các sông vượt báo động 2. Trước tình hình này, các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức sơ tán gần 7.000 hộ dân ra khỏi các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở đất. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền trở về nơi trú tránh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có công văn yêu cầu các phòng giáo dục trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế để cho học sinh nghỉ học từ chiều nay đến hết ngày mai. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định điều quan trọng nhất lúc này là khẩn trương sơ tán người dân từ vùng thấp đến vùng cao, từ nhà tạm bợ sang nhà kiên cố. Các địa phương, lực lượng vũ trang, y tế sẵn sàng phương án sơ tán, ứng cứu dân. Các công trình đang thi công có phương án bảo vệ tài sản và rút hết người ra khỏi những nơi không an toàn.